Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người tới với kênh Hưng Hyundai miền Nam. Thì Hưng đang ở công ty Hyundai miền Nam. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người dòng xe ES8 GT S2 đóng ben tự đổ. Thì cái dòng xe ES8 GT này được ra mắt năm 2020 với mẫu cabin mới. Thì mẫu cabin mới, sexy mới và động cơ cầu số đều mới. Thì cái vấn đề lo ngại của quý khách hàng khi chọn dòng xe này, rất nhiều khách hàng hỏi là động cơ nhỏ có công suất có yếu không, có bằng những cái dòng xe trước như ví dụ như HD800 Mighty 27, HD120SL. Thì các dòng xe đó sử dụng động cơ D4 DB với công suất cực đại là 130 mã lực. Thì cái động cơ này sử dụng một cái dung tích nhỏ hơn là 3 chấm, nhưng mà cho tới công suất lên đến 160 mã lực nhờ rất nhiều hệ thống, ví dụ như hệ thống phun dầu điện tử áp cao, hệ thống hồi lưu phía xả, van ERG. Và điểm để tăng công suất cao như thế là nhờ một cái hệ thống trục bô điện. Đó là về phần động cơ. Tới việc sexy thì được thiết kế sexy vuông, không dài từ trước ra sau, với hai lớp. Sexy xe là hai lớp. Đây là về phần đà được bên hơn cặp thêm của Ben. Đi với động cơ hộp số thì xe được trang bị một cây cầu chậm với tỷ số truyền lên tới 5.3. Hơn đảm bảo với quý vị là cái dòng xe này sẽ mạnh hơn các dòng xe, ví dụ như những dòng xe ga cơ đời trước của Hyundai như HD700 và HD800, HD120. Thì quý vị không phải lo ngại. Còn về ben này được bên Hưng đóng và thiết kế tất cả dàn đà xe làm rất dày và đều là sắt dập chứ không phải là đà hộp nhà máy. Đi hệ thống ben thủy lực nguyên bộ. Nguyên bộ Hưng sử dụng một cái bệ ben gồm ti, bệ càng chữ A của Shimayu nhập khẩu từ Nhật Bản. Đặc biệt đây có hai cái bát tránh sự dạt ngang của thùng khi vô cua, mình rất dày rất chắc chắn. Đối về phần chiếc công suất từ động cơ để ben thì Hưng dùng một cái van điện trợ lực chân không để chiếc công suất từ hộp số. Thì cốc đồ Hưng ráp rất là gọn gàng. Đây là
cái van để chiếc công suất mở cái van này. Đây là một cái van điện. Cách vận hành thì nó cũng đơn giản. Việc đầu tiên mà muốn ben thì đơn giản, chúng ta chỉ cần bật cốc điện. Đây là cốc BTO. Thì thì BTO đã quay. Khi đã gài cốc thì chúng ta chỉ cần việc kéo cái cần này ngang. Thì ben sẽ lên. Và hạ thì cũng đơn giản bằng một thao tác. Đẩy về trước thì ben sẽ hạ xuống. Rồi khi đã ben và tắt cốc thì chúng ta có thể chạy di chuyển. Một điểm đặc biệt của cái dòng xe mà này thì lời khuyên là chỉ có chạy được cho những vật liệu xây dựng, vì tâm cầu của xe khá dài. Hiện tại thì luật Việt Nam mình không cho giờ cầu nên chỉ có thích hợp cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng đường trống trải. Còn về san lấp thì cái dòng xe này có lẽ là sẽ không phù hợp cho lắm. Còn để so sánh cái dòng xe này với các dòng xe hai cầu của Trung Quốc thì nó hơi bị chênh lệch về cái thiết kế nên không thể nào mà so sánh được. Và để hỏi cái xe này có đủ mạnh chạy đường đèo núi dốc hay không thì Hưng nghĩ là ok tất cả. Còn nếu mà quý khách hàng chạy những cái đường địa hình xấu mà muốn mạnh thiệt mạnh thì có thể dùng cái phương án là mình sẽ tăng tỷ số chuyền của cái cầu này lên bằng cách là mình có thể đổi từ một cây cầu láp sang một cây cầu dầu. Nhưng cái đó sẽ rất ít khách hàng nào chịu làm vì giá thành nó sẽ cao. Rồi quý khách hàng muốn xem xe, coi xe hoặc được tư vấn về kỹ thuật xin liên hệ Hưng số 0977102141. Cảm ơn mọi người đã đón xem.